Rái cá là loài vật phàm ăn, độc nhất vô nhị trong môi trường sống của chúng ta. Vì thế, chúng thường sống ở những nơi có cá sấu xuất hiện, để dễ tìm thức ăn. Làm sao rái cá có thể tiêu diệt được cá sấu? Đầu tiên, đó là một con vật khó bị cắn, lủng thịt. Bởi vì vảy trên lưng của cá sấu, nó được thiết kế dùng để làm lệch vết cắn của con mồi. Vì vậy, nó không dễ bị ăn thịt đâu các bạn ơi. Điều có thể giúp cho rái cá chiến thắng được cá sấu chính là năng lượng dồi dào, sức khỏe bền bỉ. Trong khi đó, cá sấu chỉ giống như một quả lựu đạn, năng lượng bùng nổ nhưng không thể kéo dài lâu được. Xung lên một chút là xìu lại liền, giống như mấy ông đi tập gym tập tạ vậy đó. Nhìn to con bự khỏe vậy chứ yếu xìu, thua mấy người bơi lội rất là nhiều. Không có được sức khỏe dẻo dai là thua tất cả. Vì vậy chiến thuật tốt nhất của rái cá là mặc kệ cá sấu, chỉ cần đợi vài phút giằng co lăn lộn với cá sấu là hồi con cá sấu nó mệt, nó yếu liền. Con cá sấu nó sẽ nhanh chóng xuống sức vì cơ bắp của cá sấu chứa rất nhiều axit lactic nên không thể hoạt động lâu được. Mà cái axit này á là do cá sấu nó ăn thịt động vật nhiều quá. Mấy con động vật ăn cỏ đó, nó ăn thịt mấy con đó nên nó người nó có nhiều axit lắm. Bởi vậy ăn thịt động vật chính là chất độc gây hại cho chúng ta mau xuống sức. Các bạn hiểu rõ rồi đúng không? Vào cái lúc mà cái con cá sấu nó mệt lử người rồi thì rái cá nó mới tranh thủ cơ hội để xử lý cá sấu liền. Cá sấu sẽ chết do lượng axit lactic dâng cao, giống như là bị tức quá tăng sóng máu gì đó. Đơn người không làm gì nổi nữa, rái cá nó bơi vô nó xử. Bởi vậy người cá đi bơi là phải có rái cá bơi theo cùng để bảo vệ. Rái cá giống như là Pokemon của người cá vậy đó các bạn. Đi tới đâu là có rái cá nè, theo mình nè, bảo vệ che chở cho mình nè. Mình không có sợ bất cứ thứ gì ở dưới nước nữa hết. Cá mập, cá sấu, cá răng đao, cá gì hung dữ mà gặp rái cá rồi thì nó cũng sẽ tàn đời hết thôi.